Tranh của Minh Châu lại xin trân trọng gửi tới quý vị và các bạn bộ tranh thư quý Tùng Cúc Trúc Mai được đục chạm thủ công tinh tế bằng tay, kênh bông mói móc với kích thước là 42 x 1m17, dày 4 phân rưỡi, bằng chất liệu gỗ hương đỏ nhập khẩu từ Nam Phi. Và như quý vị có thấy ở trên màn hình là cái cây tùng ở bên tay trái chúng ta đấy, thì là nó có độ bóng hơn là bởi vì chúng tôi vừa mới quét bụi đi. Cái này thì chúng tôi cũng sơn hoàn thiện cách đây cũng hơn tháng rồi, và hôm nay mới có thời gian bỏ ra để quay video cho quý vị xem, thì nó bám bụi rất nhiều. Như ba cây kia là chúng tôi chưa quét bụi đi, và sau đây chúng tôi sẽ tiến hành quay video kỹ từng tấm một để cho khách ở xa có thể tự lựa chọn mà cũng không cần về tại xưởng, vẫn có thể ngắm gần như là thực tế ở trên màn hình của chúng ta. Quý vị có thể bớt chút thời gian ngồi để ngắm kỹ cái bộ tranh này và có thể đưa ra quyết định để mua ngay được. Và rất nhiều người chơi cái tranh kênh mông moi móc này thì là ngại quét bụi, nhưng sau đây chúng tôi sẽ dùng một chiếc chổi rất là hữu dụng cho việc quét bụi những cái bộ tranh này mà làm nó như mới. Như ba tấm ở bên tùng cúc trúc mai, hay như cây cúc, cây trúc, cây mai đấy, quý vị có thể thấy là cái bám bụi lên thì nhìn nó sẽ mờ hơn, còn cái cây tùng tôi đã quét bụi thì nó bóng bẩy, nó đẹp hơn. Thì đây là cái chổi chúng tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi, và đây là chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi mà chúng tôi đã sơn PU bóng mờ, nó rất là bóng, rất là đẹp. Rất bóng, rất đẹp đây rồi. Đấy, và chúng tôi đục chạm kênh bông. Kênh bông moi móc đây, cái chổi chúng tôi đưa sâu vào trong con cò, con chim đây. Đấy, đưa sâu vào trong đây. Đục kênh mông như này đây, rất kênh mông đây. Đấy, quý vị có thể thấy. Thì cái này chúng tôi đã làm sạch, quét thoải mái không gãy mà, đã làm sạch rồi. Và đến cây cúc thì chúng tôi cũng đi làm sạch từng phần một, quét đến đâu thì nó sạch đến đấy, quý vị có thể thấy được. Rất sạch và nó bóng, nhìn nó lại như mới luôn. Đấy, cái bám bụi này nó cũng rất dễ quét, chúng tôi cũng đã sơn rất là kỹ rồi, quý vị có thấy để thấy cái độ bóng mịn của nó nổi lên. Đấy, quét đến đâu là nó đẹp đến đấy, quý vị không sợ chơi bụi bẩn, quý vị có thể dùng cái chổi như của chúng tôi đây, quét rất sạch, quét đâu nó bóng đấy, rất sạch, rất sạch sẽ, rất đẹp. Quý vị không bao giờ sợ bụi, sợ bẩn. Quý vị có thời gian rảnh thì có thể là một tháng quét một lần, hoặc kể cả một năm quét một lần cũng được, cũng vẫn sạch đây. Quý vị, trên bao giờ nó cũng bám bụi hơn, quý vị chọc hẳn cái thước vào cái khe, là cái bụi, là cái bút, cái chổi, chọc thẳng cái chổi vào những cái chỗ bẩn, quý vị quét là nó sạch ra đấy. Quý vị thấy không ạ? Đó, chúng tôi tiến hành vừa quét được một nửa cái cây cúc thôi và chúng tôi lại quay xa cho quý vị xem. Đấy, quý vị có thể thấy nó mới, nó đẹp hơn hẳn luôn. Đấy, để giới thiệu quý vị cái công nghệ mà chúng ta làm sạch những cái bộ tranh tứ quý của chúng tôi bán cho quý vị. Quý vị không sợ chơi cái độ kênh bông nữa mà cứ chơi thoải mái, cứ miễn làm sao đẹp, quý vị cảm thấy đẹp, quý vị cảm thấy thích thú thì quý vị mua. Thì cái đồ mà ví dụ chạm cạn như các cái bức ở trên đây thì dành cho những người chơi thích nhẹ nhàng. Đấy, những cái bộ này của chúng tôi cũng rất là đẹp, độ nổi vừa phải thôi, giá thành thì rất hợp lý và rất đẹp. Còn những cái bộ kênh mông như thế này thì quý vị phải
Đấy, nó dùng cái chổi quét đi nó đẹp tuyệt vời luôn. Rất đẹp quý vị nhá. Và màu mè thì rất là đậm đà và rất là tuyệt vời. Đấy thì chúng tôi sẽ đi thêm giới thiệu thêm về cây cúc. Đấy cái độ kênh mông này. Tôi chọc những cái chổi vào đây được này. Đấy. Quý vị có thể thấy. Rất là kênh mông. Và tiếp theo là đến cây trúc. Thì những cái núi cái nhũ đá rất đẹp này. Chúng tôi luồn chổi vào trong này. Rất kênh mông này. Chân còn cỏ đây, như đầu đây. Kênh mông không? Quý vị thấy rất tuyệt vời đấy ạ. Và chúng ta dùng cái chổi này để quét thì nó sạch, nó đẹp. Quét đến đâu là nó đẹp đến đấy. Đấy. Tiếp theo là đến cây mai. Cũng là rất kênh mông. Rất là đẹp. Rất tuyệt vời luôn. Và cái bộ tranh này chúng tôi đang đưa ra bán ở trên thị trường là vào 11 triệu bằng chất liệu gỗ hương đục rất cầu kỳ. Và những đường chạm trổ này thì chúng ta quét đến đâu là nó đẹp đến đấy, đẹp mỹ miều luôn. Đấy. Gỗ của chúng tôi thì để cực khô rồi, quý vị chơi không bao giờ sợ vấn đề gì. Đồ gỗ của tranh gỗ Minh Châu chúng tôi thì luôn luôn là sang trọng cho hôm nay và giá trị cho muôn đời sau. Sang trọng hôm nay và giá trị cho muôn đời sau. Quý vị chơi mãi nó cũng thế. Mãi mãi nó đẹp như thế này. Càng chơi càng thấy đẹp. Và xin cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo. Quý khách có thể kết bạn Zalo, Viber, Facebook qua số điện thoại của chúng tôi là 0975 940 966 hoặc về trực tiếp tại Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội để đặt hàng và mua hàng. Xin trân trọng cảm ơn.